điểm và các cửa hàng. Thực tế các chú hiện đang làm việc ở đó thì mình cho cháu. Từ từ, sorry. Mọi người đang hoàn thiện trong thủ tục ở khi lên văn phòng chưa? Cái hợp đồng ấy là bộ hợp đồng một dịch vụ ấy, bên này sẽ ký tư việc là hai tháng, và đối với những hợp đồng mà chính thức của bên Vinmart ấy, bên này vẫn ký hợp đồng một năm là hai tháng nhé. Trước ngày 26 thì cháu chia sẻ luôn.